Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là chiếc xe Kia K3 nhé. Chiếc xe nằm trong phân khúc sedan cỡ C của nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp những ngày cuối tháng 10 của năm 2024, khi mà những cái chính sách giá bán vẫn được giảm sâu về tiền mặt, thì thời điểm này anh em đi đăng ký sẽ tiết kiệm 50% lệ phí trước bạ. Cái mức ưu đãi khi mà được nhận cái chính sách ưu đãi kép thì em tính nhẩm đâu đó anh em sẽ được miễn thuế ở thời điểm này anh em nhé. Và cái chính sách giá bán này lên đến khi mà anh em nhận được ưu đãi kép thì lên đến 80 triệu cơ. Và chi tiết về khuyến mại và tổng lăn bánh của Kia K3 này như thế nào thì mời anh em có thể là theo dõi và cân nhắc cái mức ưu đãi này để đưa ra cái quyết định là có mua xe Kia K3 này hay không anh em nhé. Thì Kia K3 này được bán ra thị trường với 5 phiên bản, trong đó có một phiên bản số sàn. Thì không có xe thì em xin phép là không chia sẻ cái phiên bản này. Và em sẽ chia sẻ 4 cái phiên bản số tự động, bao gồm phiên bản 1.6 Luxury này, 1.6 Premium, 2.0 Premium và 1.6 Turbo anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia K3 1.6 Turbo nhé, cái phiên bản mà đang có cái mức ưu đãi tốt nhất và sẽ là có cái mức ưu đãi nhiều nhất. Cái bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 714 triệu, chính sách ưu đãi kép ở thời điểm này anh em nhận được đâu đó vào khoảng 80 triệu anh em nhé. Là bên phía giảm 50% lệ phí trước bạ và bên phía quyền linh động giảm sâu của bên em. Sau khi áp dụng thêm quyền linh động về phụ kiện và quà tặng nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 737 triệu, trả góp thì đang là 146 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 730 triệu, trả góp thì đang là 158 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 712 triệu, trả góp thì đang là 140 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi. Ví dụ như là tiền thuế trước bạ này, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký trọn gói anh em nhé. Với cái bản 1.6 Turbo này thì ở thời điểm này anh em đặt xe thì dự kiến giao xe đâu đó vào khoảng trong tháng 11 anh em nhé. Và nó sẽ không có xe giao ngay, anh em lưu ý ạ. Ok, và tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia K3 1.6 Luxury. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 579 triệu. Với cái mức ưu đãi và quyền linh động giảm sâu của bên em thì tổng lăn bánh cũng có cái mức giá cũng tương đối là thấp anh em ạ. Hiện tại cái phiên bản 1.6 Luxury này là cái phiên bản dễ tiếp cận nhất của tất cả các phiên bản Kia K3 anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về quà tặng ưu đãi kép ở thời điểm này thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 616 triệu, trả góp thì đang là 141 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 610 triệu, trả góp thì đang là 135 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 592 triệu, trả góp thì đang là 117 triệu. Đó, đây là cái mức lăn bánh của phiên bản 1.6 Luxury và đang có cái mức lăn bánh cực kỳ thấp ở thời điểm này rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì anh em vui lòng gọi điện để nhân viên bên em hỗ trợ một cách tốt nhất anh em nhé. Với cái chính sách bán phân vùng thị trường ấy thì em chỉ bán ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn anh em ở tỉnh thì vui lòng xem và tham khảo. Và anh em vui lòng là không gọi điện nhé, vì để tránh bị mất thời gian của hai bên. Vì có gọi điện thì bên em cũng không bán được, anh em lưu ý nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Kia K3 1.6 Premium. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 609 triệu. Chính sách giá bán ở thời điểm này bên em vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt anh em ạ. Và vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản chính hãng theo xe thôi. Ngoài ra khi anh em đi đăng ký thì sẽ tiết kiệm 50% lệ phí trước bạ nữa. Và cái mức ưu đãi kép em tính nhẩm đâu đó vào khoảng hơn 50 triệu. Và chi tiết về cái giá giảm thì anh em vui lòng gọi điện nhé, để tránh bị vi phạm về marketing của hãng anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 648 triệu, trả góp thì đang là 147 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 642 triệu, trả góp thì đang là 141 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 624 triệu, trả góp thì đang là 123 triệu. Đó.
Hiện tại với phiên bản này bên em đang có một xe màu trắng duy nhất để có thể giao sớm nhé. Còn các xe màu khác thì anh em bắt buộc phải đợi giao xe trong tháng 11 anh em nhé. Và tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia K3 2.0 Premium. Bản này thì đặc biệt là rất ít xe anh em ạ, rất ít xe, và anh em ký chờ thì dự kiến giao xe vào cuối tháng 11 thôi. Anh em mà đợi được thì hãy gọi, mà không đợi được thì nghiễm nhiên là anh em đừng gọi, vì là cái phiên bản này nó rất là hạn chế anh em nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 619 triệu. Chính sách giá bán khi mà anh em nhận được chính sách ưu đãi kép thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến gần 60 triệu anh em ạ. Và em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh để anh em hình dung con số cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 650 triệu. Trả góp thì đang là 149 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 643 triệu. Trả góp thì đang là 143 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 625 triệu. Trả góp thì đang là 125 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Kia K3 ở cái thời điểm dịp cuối tháng 10 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể thế nào thì anh em vui lòng gọi điện để bên em hỗ trợ một cách tốt nhất anh em nhé. Cũng như là sẽ gửi tới anh em một cái mức giá cạnh tranh nhất anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.